Chào bạn nha, lời nói đầu tiên phép phát gửi lời chúc sức khỏe anh cô chú anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe, lời chào hơn nhất. Thì hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn bốn cái mẫu bẫy chuột đường mòn, bẫy chuột đồng, chuột đàn nữa bạn. Thì đang anh em mà đang sử dụng hiện nay mình có bốn mẫu. Thứ nhất là mẫu nhỏ nhất nha anh em. Mẫu này dài 14, rộng 7,5 cm, cao 6,5 cm, bắt chuột tầm 2 lạng rưỡi nha anh em. 2 lạng rưỡi, cứng lỏng chắc 3 lạng được. Xài hai cái lò xo nha anh em, hai lò xo màu vàng nè, xịn nè. Đó. Loại 2 là loại dài 15, rộng 8 cm nha anh em, có phen chống sảy, xài một lò xo. Loại thứ 3 là dài 17, rộng 9 cm, xài hai lò xo nha anh em, màu vàng luôn, loại tốt. Loại 4 là dài 18, rộng 9 cm nha anh em, xài một lò xo, loại tốt nè. Đó, anh em nào mua 50 cái trở lên thì mình sẽ bao ship tặng thêm lò xo dự phòng nè anh em. Lò xo này mình có bán lẻ nha anh em. Anh em nào mua lẻ mình vẫn có bán. Rồi, đó là bốn mẫu quay chuột đường mòn của mình bán. Thì anh em nào cần thì liên hệ mình. Zalo mình là 0936 059 090 nha anh em. Chào tất cả anh em.